Hôm nay mình lại về một số hàng loa và âm ly à, tất cả đều đến từ châu Âu và Mỹ thì mình muốn giới thiệu đến các bạn nào mà muốn cập nhật sớm nhất hàng mình về thì nhớ đăng ký kênh Nguyễn Hồng Audio nhé. Và vì hôm nay mình về rất là nhiều đồ khủng nên mình chia ra nhiều video, hôm nay mình sẽ nói 3 sản phẩm thôi và vài ngày sau thì mình bán, mình sẽ nói thêm. Thì trước hết là mình sẽ giới thiệu đến bạn một cái âm ly đến từ Đức. Đức là một cái quốc gia mà nó công nghiệp về công nghiệp điện tử rất là phát triển, đặc biệt là những cái dòng loa và âm ly của Đức. Thì mình giới thiệu hôm nay là cái âm ly Telefunken, model là TR300 Hi-Fi. Con này thì nó có thiết kế, nó mình thấy thiết kế này rất là đẹp, sang trọng. Những cái âm ly của Đức thì chúng ta thường thấy nó có cái size rất là rộng, nó size rất là dài. Có khi là size 50-60 nhưng mà cái hậu nó lại ngắn. Con này thì không, các bạn thấy thiết kế của nó cũng giống như âm ly Mỹ, âm ly Nhật thôi. Nó có thiết kế cái chiều ngang nó khoảng 46-47 thôi. Mặt phai nhôm, phai nhôm màu xám, các nút bằng nhôm, volume ba lăng, bass grep, loudness. Đó, các nút chỉnh này nó đều ghi bằng tiếng Anh, dễ xài. Nhiều cái âm ly Đức nó ghi tiếng Đức nên chúng ta rất là khó phân biệt. Cộng AUX, TEP, FM, AM đầy đủ nha các bạn. Mình đã thử hết chức năng, ok. Tất nhiên mình sẽ có một cái video giới thiệu riêng về nó, cũng như test nhạc cho các bạn xem, test radio cho các bạn nghe thử. Con này là hàng của Đức, sản xuất tại Đức nên nó sử dụng điện 230V. Nhìn cái dây nguồn là chúng ta sẽ biết. Đây là phía sau cái chỗ gắn dây AV. Con này thì gắn dây AV theo cách thông thường thôi. Những âm ly Đức thì thường gắn dây AV 5 chân, nhưng con này thì gắn dây AV bình thường. Còn cái dây loa thì nó gắn theo giắc vuông và giắc tròn. Cái này thì mình có giắc, mình tặng theo các bạn. Chúng ta nhìn qua cái lưới, chúng ta thấy cái tụ nhôm của nó. Con này thì nó xài linh kiện cao cấp của Đức. Hàng của Đức thì tất nhiên là sản xuất tại Đức. Để mình coi nó ghi ở đâu. Nhiều cái nó ghi ở phía dưới thì bữa nào mình sẽ tháo, mình phải lật cái đít lên cho các bạn xem. Model của nó là TR300 này. Con này chắc nó ghi phía dưới rồi. Ghi phía dưới rồi, để bữa nào mình sẽ làm video, mình sẽ lật đít lên các bạn xem. Rồi. Mặt tất cả các chức năng đều hoạt động nghiêm chỉnh, không có một điểm trầy, điểm trừ nào của cái âm ly này cả. Và cái mức giá mình đưa ra là 6.8 triệu nha các bạn. Một cái âm ly đến từ Đức với mức giá rất là ok. Rồi, các bạn đợi chút mình sẽ bỏ cái âm ly này xuống để mình giới thiệu cho các bạn cặp loa. Cặp loa Đức. Để thấy nha. Rồi. Rồi. Đây là cặp loa, model là Canton. Xin lỗi, thương hiệu Canton, model là CT1000. Hôm trước mình có bán Canton CT100, nhưng mà 100 thì nó có số thấp hơn, 1000 thì cao hơn. Bác của thằng 1000 thì bác 30. Thằng này nó sở hữu là hệ thống loa 3 đường tiếng. Bác 30, trep, đo, mic, giấy, tất cả đều là gân cao su. Còn nguyên bản chưa có thay. Tất nhiên gân cao su thì nó rất là bền. Cặp loa này thì thiết kế quen thuộc của Canton, có nghĩa là thiết kế gỗ ốc chó và nó có những cái mảnh ghép gỗ ở đây tạo nên cái đường bo tròn rất là đẹp. Bạn thấy đây, đó, thiết kế điển hình của Canton. Cho đến bây giờ Canton nó vẫn trung thành với cái thiết kế này. Loa này thì nó được sản xuất tại Germany luôn nha các bạn, mình quay phía sau cho các bạn xem. À, 160W tối đa 4 ohm. Chỗ bạn dây loa đó, chỉ riêng phía sau này là nó làm gỗ bóng thôi, còn phía trước còn vậy, còn lại bên hông là gỗ lạ, gỗ ốc chó rất là đẹp. Loa này rất là nặng nha các bạn. So sánh với những dòng loa Mỹ cùng mức giá thì cặp này mình nghe cái tiếng bass nó vẫn có sự chắc hơn,
và nó có sự cái âm thanh nó có sự khác biệt so với dòng loa châu Âu khác như bao gồm Wilkin hoặc là Kép hoặc là Tannoy. Tiếng của loa Đức nó vẫn có cái sự hay riêng. Hôm nào mình sẽ test cho các bạn nghe và sẽ biết thôi. Tiếp đến là loa Clip. Clip model là Tangen 400. Cặp này nó sở hữu hệ thống loa 3 loa thôi, một bát 3 tấc, một mic kèn 2 tấc rưỡi và một trép kèn khoảng 15. Gân vải dầu, xin lỗi, gân vải xếp. Thùng gỗ là màu vàng rất là đẹp. Cặp này thì nó có thông số lý tưởng độ nhạy 100, xin lỗi, độ nhạy 97 decibel, công suất là đầu vào là 125, công suất cực đại lên đến 625W, rất là lớn. Và thùng nó rất là cao, nó cao 89, chiều ngang là 38 và chiều sâu là 36, nó nặng khoảng 25kg mỗi loa. Mình nhất thì thấy rất là nặng, nhưng mà mình có thông tin trên website thì nó nói là khoảng 25. Clip, các bạn thấy cái chữ Clip nó, cái tem nó in chữ nó hơi mờ đây. Tangen 400 model của nó, sản xuất bởi Clip tại Mỹ. Các bạn như bạn hay phàn nàn thắc mắc với mình là tại sao nó không ghi made in ở USA mà mình lại nói là Mỹ, thì các bạn có thể search thông tin trên website nha. Nhiều cặp loa đến từ JBL hoặc là những hãng Clip, Antec, Lenshin nó cũng không ghi USA hoặc là Infinity, nhưng mà chúng ta sẽ tự xem thông số và đặc biệt cái năm sản xuất của cặp loa. Những cặp loa sản xuất khoảng trước năm 1990 mà thương hiệu Mỹ thì đa số sản xuất tại Mỹ, Nhật Bản, tại vì thời đó thì Mỹ chưa có mở nhà máy ở những nước như Trung Quốc hay là Malaysia hay là Đài Loan. Còn cái cặp loa này thì đây mình cũng có thông tin trên website nữa này, Clip bài Clip Tangen made in USA này đó, các bạn thấy không, model là Tangen 400 này đó. Hai là chiều cao, width là wide là chiều rộng, đếp là sâu đó. À, 97 decibel, 625W là công suất tối đa. Bát 12 inch là 3 tấc, trép còi, mic còi. Rồi, đó thì mình dạy cho các bạn cách để chúng ta chỉ cần gõ thông số lên Google. Bạn nào biết tiếng Anh thì đọc rất là dễ. Rồi, mình thì trình độ tiếng Anh cũng tạm bợ thôi, tạm để xài biết được, dịch ra được thôi. Đó, bạn thấy made in USA nha. Còn cái nào nó mình không biết chính xác nước nào thì mình sẽ không nói. Cuối cùng thì mức giá của cặp loa Clip là 15.500.000. Còn cái cặp Canton hồi nãy mình chưa báo giá là 21.000.000 nha các bạn. Ok, bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm Nguyên Hùng Audio ngay số điện thoại dưới góc màn hình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.